Anh từ đâu đến? Đố anh bắt được em, đố anh bắt được em, đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em, rồi nó quất một cái rồi. Ui, đố anh bắt được em, đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em, đố anh bắt ăn cái đó bạn. Bánh đau quá bạn ơi. Cảm ơn các bạn, cậu Sám, Team TV và Miljoko và Quang Huy Trần. Ôi mà lâu lắm rồi mình mới trở lại những game sinh tồn mà bạn, đặc biệt là giống giống mấy game huyền thoại bạn. Sẽ là Toby Gamer. Vài dẫn. Đấy, mình sẽ chọn vô Survival mới đồ vô cho đồ rồi các bạn ơi. Mình sẽ có một vài bộ đồ nè, Leather Rift sẽ dùng bạn ơi. Đây, sẽ mặc. Quá ngầu luôn. Sẽ cần một cái gỗ chặt sao nha. À, gỗ chặt thế này. Chặt. Nope. À, mẹ mình phải ứng vô đây các bạn ơi. Hiện giờ nãy giờ mình ngồi mình chặt đất không bạn. Cái góc nhìn thứ ba này hết khá là khó luôn. Mình lấy một ít gỗ. Vô công việc đầu tiên lúc nào cũng lấy gỗ hết. Đây cái bình gì đây? Cái bình này bình cái gì nha. Wow, chả cái gì hết. Như kinh nghiệm chơi Minecraft ngàn năm mình hay đào xuống mình sẽ có sắt. Alo. Có đá chứ quên. Cái coi mình sẽ chế tạo như thế nào nha. Được, mình sẽ được 28 cái này. Rồi xem mình sẽ có một cái gọi là cái bàn là. Nhầm, cái bàn cái gì các bạn, cái stick. Đấy, có đá ngon. Sẽ lấy một vài cái đá. Rock. Ngồi đây mai đá một chút xíu rồi lên. Rồi ra giết cù đó các bạn, quên đó các bạn. Giết cù lấy lông. Làm giường nữa. Không tới mấy zombie nó hấp mình rồi. 12 cục xi nhê gì. Có khi đào được sắt ngon phết nha. Ok, mình đã được bao nhiêu nha. Mình cũng đã được mấy đĩa xe này cây thế nha. Mình cũng đã được 28 cục đá. Oh, mẹ. Mình sẽ có cái tua này. Đúng rồi, mình sẽ đặt xuống. Thì mình sẽ ráp được một cái gọi là Equip Construction. Mình sẽ có được một cái stick trước mình sẽ gặp được cái, đúng không? Mình sẽ có một cái kiếm nào, không có kiếm ha. Không có kiếm bạn ơi. Ok, mình sẽ có được ha. Mình đã lên được thời kỳ đồ gì rồi bạn. Đó, nên quăng hai cái này đi. Quăng sao nha. Quăng sao. Ok, thôi kệ, bỏ. Đấy là có một con dê hay con cừu nha. Lô. Mày biết tao là. Rồi, chạy. Thôi rồi. Rơi xuống. Ôi, cừu. Dưới kia cừu nhiều lắm mẹ. Rồi xong, chết. Ơi cái woodland rơi xuống rồi. Ôi, có con gà nữa bạn ơi. Hello cừu. Hello. Lô, giờ này khỏe không? Người má ơi. Đừng có chạy. Thôi. Mày sao rồi? Ngon, kiếm thêm một con cừu nữa là ok. Mấy cây này mấy cây gì nha? No. Yep. Xong có thịt. Rồi có thịt. Beef steak. Này là gì? Mấy này lạ ha. Chicken nest, à cái ổ con gà, thế à. Chưa cần xây nhà đâu bạn. Mình sẽ làm một vài thứ trước cái rồi tính. Mình chết bạn, mình làm hết kia rồi. Ok, mình sẽ có một cái giường, một cái này là gì. Smelling là cái đồ nung. Còn story box là một cái gì đó, một bên tiêu rồi. Kho. À, cửa ra, hang rào. Mấy không biết tạo ra phế phải. Cái giường. Làm cái giường thôi nào. Ăn ngon. Mấy cây cao dữ ha. Đây chắc xây được nhiều nhà trên cây lắm. Chỗ này là có cá luôn mọi người. Cá lồng đèn đồ lum tới được dữ hết. Game này cũng lâu rồi. Giờ mình mới review mình chơi. Không phải review nữa, nhiều bạn biết rồi. Xuống săn cá thôi coi bạn.
xuống săn cá xem chơi. Làm sao đâu giết nó được nha, làm sao để giết nó được nha. Ôi, không được bạn ơi. Lấy gỗ mình sẽ đặt một cái hai. Đáng tiếc là mình đang chơi một mình, buồn quá. Sẽ đặt ở đây toolbar. Với lại một cái bạc lạc đai là cái gì nha. Mà mình sẽ chế tạo cái lò nung. Ba miếng. Một, hai, ba. Gỗ khá là nhiều nên mình sẽ xây một căn nhà rất khá là đẹp. Chắc chắn các bạn là đẹp luôn. Ok, mình sẽ có một cánh cửa. Nè, nhìn là biết nhà là đẹp rồi đó. Bỏ vô. Đó, trời ơi, cánh cửa này là khá là ngầu luôn nha các bạn. Cánh cửa này chỉ có mình làm được thôi đó. Mình sẽ đặt một cái giường này của mình đúng không? Đấy, mình sẽ đặt xéo xéo luôn nha. Xéo xéo. Đấy, trời ơi, quá dữ luôn các bạn. Sáng đi ra ngắm biển đồ. Ngầu quá. Mình đang xây nhà thì xây nhà mình cũng khá là đẹp. Xây nhà thì mình gặp con đỉ này nè các bạn. Quen không? Rồi sao nha. Cái này là dân làng hả hay là gì nha? Demon Imo Refresh là gì? Không hiểu. Ở nhà mình để mình chế tạo thêm một vài thứ như là cái đồ dự trữ các bạn. Mình sau mà nãy giờ mình đi mình không đói nha, vô lý nha. Mình sẽ tạo hai cái gương bỏ vô. Đây, hai gương đổ mình các bạn. Đấy. Ngon, cái này là ổ gà. À, không, mình sẽ lấy ổ gà đi đó, mình sẽ lấy ổ gà tại nhà mình gần con gà. Nè đẻ ra nè con, nhớ đẻ nha. Ngoan lắm con ạ. Mình sẽ có cây mía. Mía đúng không? Cây mía đúng rồi, sugar cane. Cái đuốc sao nha. Cái đuốc thì chế tạo sao nha. Cái đuốc. À mình cần tháng bạn ơi. Quên. Đây mình có 5 cái đuốc cơ mà. Đớp. Đó một cây trong nhà thôi, đỡ cháy nhà đó, khi cháy nhà sao bạn. Thôi mình đi ngủ đi. Mình đi ngủ bạn. Yes. Một ngày mới ngoài biển bạn ơi, ngoài biển khơi. Lên đây. À, mình phải trang trí hai cái cục cát bên đây cho nó ngầu các bạn ơi. Biết, nhìn là biết nhà mình liền. Kiểu như nhà mình muốn đặc biệt hơn xíu thì cắm hai cái sừng bằng đá cho nó ngầu hơn. Đấy, lên. Hai cái sừng. Hai, ba, ok, ba cục là ok. Ok, trời ơi, quá ngầu luôn. Nhà có sừng, nhà bị cắm sừng. Lặn xuống biển bắt cá, trồng thêm rau hay là vậy. Đây, ui mẹ mày không vô cái ổ của mày mày mẹ. Banh này làm sao nha. Leather black dye seal leather club. Đi khai thác gỗ một chút xíu trước khi trời tối và một ít đá nữa bạn ơi. Hết đá rồi, gỗ khá nhiều. Gỗ khá nhiều thì nên làm cái chi, cái mua, cái rửa. Mình sẽ đi đào vài cái đá. Làm một cái hang động xuống đây nè. Đây hợp lý nè. Chạy đây chắc hợp lý nè. Cái xẻng này sẽ... Ủa mình có xẻng sắt mà. Mẹ nó. Có nạn. Quên nó mình lên thật kỳ đồ đồng rồi các bạn. Đồ sắt chứ. Nó đào xuống là phát thấy liền luôn. Đấy, ngon. Chu cha đào một hồi không có sắt các bạn ơi. Lên, nhảy lên. Hình như khác sắt nó kiếm về kiếm trong hang động hay sao bạn. Úi, cái gì đấy? Đào xuống không biết luôn. Này là gì? Trời ơi, có sắt ngay đây luôn cơ ạ. Đào như một con điên. Sắt nó có đâu được quanh đây mà ta. Đây nữa nè. Trời ơi, nãy giờ đào tuốt xuống dưới đó luôn bạn. Rồi thế là ở đây một khu sắt rồi. Nhìn là biết rồi. Coi có tiến triển nè.
Tao gãy cúp luôn cũng được. Ôi, gãy rồi. Thôi lên mày ơi. Này này. Kìa. Chương trình làm ruộng mày. Chương trình làm ruộng bắt đầu. Làm ruộng. Nhớ con gà bên đây mà đúng không? Mình sẽ làm ruộng đây. Làm ruộng gần trại con gà bạn. Mình chưa có hạt giống nữa. Đấy. Được không? Nước tới không? Gà đâu rồi nhỉ? Nhớ cái tổ nó ở đây mà. Rồi, mình cần hạt giống. Hạt giống đâu? Thôi chắc về trồng đỡ bạn ơi. Đây nè, con gà nè. Về về không em? Nè. Nè nè. Ủa làm sao cho nó ăn? Rồi. Rồi. Nó chạy mà tưởng nó đánh mình, tưởng nó bố láo nên vậy các bạn. Cứ thấy hai cái nhà của sừng. Ủa, ai cắm cái quái quỷ gì vậy? Sợ vậy? Đây. 4 5 5 5. Ồ được 5 cây luôn. Wow. Amazing. Ôi, chết mẹ nó bạn. Ồ tối rồi. Thôi mình sẽ qua mình nướng cái cục sắt để mình có sắt để mình xài các bạn. Sắt. Gỗ. Lấy cái này ra cái này. Úc sắt mẹ ngon nhỉ. Không lẽ mấy cái hay thu cái sừng gì luôn hả? Chơi luôn. Theo như đề bà là vậy thì mình cứ chơi thôi. Làm sao để quăng được mấy cúp gỗ bạn? Các bạn hãy comment cho mình biết nhé. Còn đĩ gà bên kia đúng không? Cái này là gì? Leather than bạn ơi. Là một vài cái than coi. Con đĩ gà này phải qua bắt nó được bạn. Đừng cho đi, đừng cho chạy. Ôi ôi, con gì to thế? Đồ máu máu thế. Đã máu thì tao máu với mày. Ui, con Slenderman đúng không? Con này là skeleton trong kia nè. Máu không? Máu mà con đĩ này. Con gà này nữa. Con ỉ gà này. Mày là trong tay tao rồi. Không đi đâu hết á. Đây có thể đi vô một chút xíu được không? Ngồi đi vô. Đừng làm tao thất vọng rồi chứ. Đừng leo lên đây luôn nha em. Nhốt con gà lại bạn. Đừng đi ra chỗ này luôn nè. Đúng rồi. Để tao lấy cái net qua cho mày nhé. Đúng là những người nông dân nuôi gà khá là khổ bạn ơi. Rồi. Đấy. Đấy. Bỏ vô. Con đĩ gà này. Mình chọn lỗ mày ơi. No, nó không phải đây, không phải đây. Không phải đây, không phải đây, không phải đây. Dưới đây cơ. Đấy. Ngon chưa? Ngon chưa em? Để đặt thêm cái này ở đây nữa cho nó. Ok, nhớ điểm đó nha. Trời ơi. Còn đĩ này quay lại nữa, nó chịu nha. Hổ báo có trò vô, cứng vô. Ôi chết rồi. Ôi vô. Hãy sẻn múc mình luôn rồi con. Nó đập một cái không đâu bạn ơi. Ủa mình đập khá là xa luôn nha. Ủa nó bơi rồi phải không? Mày ngu rồi. Chết đuối rồi con ơi.